Hello, chào các bạn đã đến với kênh của Fotby. Và mình là Fotby đây. Và hôm nay mình làm video này. Nếu các bạn thấy thích hãy nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nhé. Cũng như là hai người chị của mình à. Ok. Và bây giờ bắt đầu nào, let's go. Ok, và để thì mình chạy một vòng cho các bạn xem cái ngôi nhà mình xây nha. Ok, giờ xung quanh thì nó rong rêu, mình thích rong rêu vậy nhìn cho đẹp á, mình ăn thêm vậy. Ok, và Dạ giờ xấu quá. Dạ xấu quá. vãi xấu quá, đấm anh bây giờ. Thì nè, ê đừng có xây lại, đây là kiệt tác của em. Rồi được rồi. Ok. Vô Các bạn thấy ở trong nhà thì nó vẫn đầy rồi, đủ tiện nó có giường ngủ nghi, cho em bé nữa nè mẹ như ơi. là Có một cái chuồng cái này nhà bình thường vậy. Có cái chuồng vậy, chuồng mèo thích lắm á. Mà cho thích cái chuồng sân này bay. Cái chuồng này để làm cái gì vậy? nè. Thì Nó tính nuôi em bé. nuôi mèo á. Nuôi mèo? Cái chuồng làm gì cho mèo được? Và Có đồng hồ. đặc Nó có vài điểm đặc của điểm nữa nè. cái nhà này thì Ê, nó ở đây nè. phát đi. Sao? Lâu 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 vậy là nhà em chơi. Tặng tặng em này quà tặng hả? da quà tặng da Tao có cái đen á. Tặng một chạy đen. Phát đi phát đi và anh cũng có cái này cho em nè. Phát em đi, sẽ đặt nó ở đây. đó, anh có cái này cho em nè, đó cho em á, cho em Là hũ mật ong nè. ông nó là Ui, con cáo mà. cái hũ gì vậy? Hũ honey à? Honey á. Em đâu thích ăn mật ong đâu. Chứ em thích ăn cái gì? Ăn chả lụa không? Chả lụa. Đi ra ra đặt cây chả lụa cho Phát Bi ăn thôi. À, Vậy thấy có cây chả chả lụa luôn lụa hả? Đâu đó, đâu có cây chả lụa đâu? Ok, và bây giờ vô vấn đề chính là ngôi nhà này có cái đặc điểm là nó sẽ như thế này khi mà mình bật công tắc, các bạn xem nha. Ồ, coi coi Ok. coi. Wow. Đó, các bạn Chạy thấy chứ, gì chạy chưa? Đó. Không, không, không. Ê, Ai á, ai da, mở mở công tắc bèo ơi, mở công hút tắc, tròn mở công rồi, tắc ra. hút tròn Mở rồi. sao, mở sao, Nhấn không biết nhấn cái mở. kẹp lên. Ai da, trời ơi, hút tròn rồi. Hút thì ra tròn, không bây giờ lên mở luôn nghỉ. Rồi. Hút tròn quá. Rồi rồi xuống đi, mèo gạt công Xuống tắc đây, lại xuống nha. đây. Đừng đừng gạt lại, đừng gạt lại. Hút Gạt lại tròn. là kẹt trong đây luôn á. Có gạt rồi nha. Ủa sao nay tới hồi Phát Đó, Bi? đây, Tới đèn hồi vậy? đây. Đó, bật đèn lên nè. Ồ. Đó, các bạn thấy gì Nhiều chưa? nhiều giáp quá vậy. Thấy, thấy nguyên cái xác Thấy giáp chết luôn. chưa? Ôi, cái này em làm cho ai vậy Phát Bi? Xác nào đây? Xác hả? Ông chôn nè. Xác của anh á. Anh tính Ủa chôn sao anh có đấy xác hả? anh? Đây, Này xác đây một người là... xương á. Tôi giới thiệu các bạn là đây là cái căn phòng bí mật của Phát Bi. Ok, các bạn thấy có ba bộ giáp chưa? Đó, đây là bộ giáp sắt, cái này là bộ giáp vàng, còn cái này là bộ giáp kim cương. Ok. Ê, Phát Bi, tính ra Đó. là em không nói anh cũng biết đây là ba bộ giáp sắt vàng kim cương luôn. Không có giới thiệu cho nó qua lá hẹ vậy mà. Cho nó Cái này đây là cái máy mặc đồ, và bây giờ mình sẽ thử cho bạn coi ha. Nếu mà các Gì bạn chứ? muốn mặc Gì chứ? Em nói này là cái máy mặc đồ á hả? Ừ, máy mặc máy đồ mặc á. đồ gì? Ba Anh con có ba cái thấy. canh thì đúng hơn á. Ừ, anh thấy cái gì có cái máy gì đâu. Nè, từ từ để em coi. Rồi, nếu các bạn muốn chọn cái bộ nào, các bạn hãy bấm vô cái nút ngay đây à. Nè, nút này là chọn bộ giáp sắt, còn nút này chọn bộ giáp vàng, bộ này giáp kim cương. Ủa, không Tao phải bạn chắc. đi. Cho anh thử được không? Từ từ, để em thử trước cho. Ok, này Phải mất dành bộ giáp lùi sắt em nào. nè bạn. Này bộ giáp vàng, này bộ giáp kim cương. Còn Đợi này nút trong thôi, cùng để để làm cái gì? quên nó đi. Quên cái nút trong cùng đi. Thiệt không? Ừ, Quên nút chắc trong cùng. chưa? Chắc Chắc. chưa? Chắc. À, ok. Ok, giờ mình bấm, bạn phải bấm 4 lần rồi nó mới chuyển qua bên kia nha. Rồi, 1, 2, 2, 3, 3, 4. Đâu? Đó, từ từ. Đó, giờ nó chuyển qua đây nè. Rồi vô, bước vô đó nó bạn vô đúng không? Đó, bước vô là nó bạn vô, và hiện tại mình không mặc gì à. Để mình cắt cái này luôn. À, Ok. ok. Bước vô đi Phát Bi, Bước bước vô. vô đi. Bước vô đi, phát bay không vô. Rồi, Wow, nó rung rung Phát đấy. Bi vô luôn kìa. Các bạn thấy gì chưa? Tức là anh, tức là anh, tức là anh, tức là anh muốn bộ giáp vàng đi. Bộ giáp vàng bấm ngay đây nè, bấm 4 cái à. Không. 1 2 2 3 3 4 4 Rồi, chạy vô hết, chạy vô, chạy Ok, từ từ, từ Rồi, từ. rồi, rồi. Rồi để cho nó lon độ cái nó đau Rồi lon. chưa, rồi chưa. Rồi, Ủa nó phải ok, đau về đó hả? Đó, Ủa. Đó.
Tới lượt mèo, tới lượt mèo. Đó mèo ơi, ê từ từ, mèo bấm vô. Bấm vô bốn cái đi. Chị mèo bấm vô. 1 2 2 3 3 4 Rồi ok, để xíu, để xíu. Từ từ. Chờ 5 giây đúng không? Chờ 5 giây đúng không? Để từ từ xíu. Để xíu, để từ. Để đang download một cái cương về. Đang download. Được chưa? Được chưa? Rồi. Vô nha. Vô đi, vô đi mèo ơi. Vô đi mèo ơi. Ừ. Y chang như nó y chang như nó xài bánh vậy á. Y chang xài bánh. Tuyệt vời quá. Các bạn thấy hay không? Mà nếu các bạn cả già già anh không bận cái gì anh bước vô đó rồi. Được không? Được. Rồi. Ủa nó quánh phải là thành gì vậy? Ủa, nó quánh cái mặt như cái bánh bò luôn rồi. Ê, Tất bì. Hả? Em làm cái máy nó bận đồ vô vậy được. Em có làm cái máy nào mà mình bước vô lột đồ mình. Lột đồ chị lột tự lột đi. Em có làm được cái máy đó đó. Giờ em làm cái hố lava cái chị nhảy vô cái là lột đồ chị hả? Thôi rồi. Thôi em nghe thôi. Và nếu các bạn muốn bắt đi bắt đi bắt đi dạ, ấm ba la xì bồ mèo mất đồ đi là tự động mèo mất đồ ba la ba la ba la mất đồ ấm tên mèo bùm mèo mất đồ hay kìa ghê mất đồ ok và nếu các bạn có đâu bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái cầu thang này ha. Ê, mở cửa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái cầu thang này ha. Còn cái máy mặc đồ thì các bạn nếu thích thì hãy like và share cái clip này đi rồi mình sẽ hướng dẫn cái máy mặc đồ này vào clip sau ha. 10.000 like thì Fatby sẽ làm cái máy. Phải như là mình đang câu like vậy. Thì mình phải 10.000 like là Fatby sẽ hướng dẫn làm cái. Mình phải chắc chắn rằng mọi người muốn cái đó hiểu không? Ok. Máy mặc đồ nó làm vậy nè mèo ơi, tôi biết cách làm máy mặc đồ rồi nè. Đâu làm sao? Nè, không tin, nè đứng đây tôi làm thử cho mèo coi nè. Rồi, đây, nè. Đứng đâu, quay phải không? Rảnh quá. Đây, đâu ấy, né ra Poppy anh làm cho mèo coi nè. Nè, coi nè anh. Coi nè. Từ. Đó. Máy mặc đồ đó. Máy đó. Máy đấm vô mặt thì có. Ok và mình đó là máy mặc đồ của Hotby đó. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái cầu thang trước nha. Còn cái máy mặc đồ thì các bạn mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm sao ha. Ok. 10.000 like sẽ làm cái. Và bây giờ cái thứ mình cần á là cái Piston. Đá đỏ. Ok, hút lấy piston. Lấy piston nó hút học ngày hút rồi. Lẹ lên hút rồi. Piston nè, piston dính nè, piston bình thường. Piston nào? Piston dính hay piston bình thường? Piston dính. Dính nè, đó, dính nè. Đá đỏ đúng không? Ok. Thôi redstone nè, đuốc nè, đó. Ủa hối xong rành chứ hết. Đó, mình xây. Tôi đoán là vậy á. Đó, xây vậy nè. Mình đặt ngay đây. Ê, Poppy. Sao em uống chai rượu em bỏ lên trên kênh cho nó hả? Đặt chai rượu lên đây chi vậy? Thôi xây dưới đi. Ui. Sao đặt chai rượu lên đó? Đó, mình xây đào xuống. Rồi, Poppy lên đăng tiệc cho Poppy có quyền. Trời ơi, đang xây mà, đang hướng dẫn mà. Rồi, hướng dẫn đi. Học nghề đi hút đi. Mấy ông này thiệt chứ. Rồi, coi Phát Bi làm kìa, hút đứng không? Ta làm. Rồi xây nè, né ra coi người đẳng cấp làm. Biết rồi sau này mình còn copy mình đem về của mình nữa hiểu không? Phải. thua mèo với Red Hood luôn rồi. Thua vậy là Red Hood với mèo thắng rồi đó, Phát Bi thua rồi đó. Hướng như thế này, rồi đặt cái này ra đây à. Đặt cái này gọi là gì mình không biết nữa. Cái miếng dẫn điện. Miếng dẫn điện. Kêu vậy đi. Không biết kêu sao cho vậy nhớ thì kêu. Mình làm cái miếng này tên là bộ lập redstone. Đào từ trên xuống ba lắm. Ui. Cái gì vậy? Đó, đặt đút vậy á. Ok, nó đặt như thế này. Và dẫn điện là dẫn qua bên đây. Ra đi. Đi ra kỹ sư làm ơi. Học hửi. Đó. Em xây lên cho mình như thế này. Đó. Thấy vui không? Vui quá trời luôn. Vui quá trời vui, đang coi vui quá. Phát Bi đập cục này nha, Phát Bi đập nha. Đập đi.
cái nào? Nào đập cục này nha, đập là cục hả? Ừ, được mà. Đập luôn nha, ok. Cho nó rộng rộng đường đi, mình dễ thấy đường. Để đập cho mở cái này ra cho dễ đi cái. Ok. Ủa, đi rồi hả bác đi? Chưa, từ từ, đang làm. Đây, đặt cái này đây. Đặt cái cầu thang ngay đó. Ờ, còn đặt cái miếng này ngay đây. Miếng dẫn điện nữa hả? Ờ, miếng dẫn điện á. Ok, đó. Đặt luôn. Ủa sao cục này lòi lên rồi? Nó đẩy lên đó. Đó, phải nó lòi lên cái cục này. Các bạn phải chỉnh cái này lại nữa à. Mới phải chỉnh cho nó dài để kéo thời dài thời gian để chứ. Phải chờ. Nó lòi lên vậy là đúng rồi. Chưa lòi lên. Ôi, rồi. Nãy hình như là chưa quên câu khoảng cách của nó nữa. Quên lộn à. À, để mình làm lại cho mày thêm à. Rồi luôn, nó đập hết luôn rồi mèo ơi. Rồi đập hết luôn nha, mèo đập giùm cho nha. Đừng, chưa, đâu phải đập hết đâu. Là đánh quá. Gì vậy? Hút đừng chậm ngựa đó hút ơi. Con lừa đây. Sao giành con lừa của tôi? Go. Rồi. Rồi đi. Mình sẽ đặt lại cho như vậy á. Đây con lừa này là của tôi rồi. Hồi nãy mình quên cạnh khoảng cách nha các bạn. Nó không có phải lỗi gì đâu. Trả con lừa lại cho tôi. Đặt okay. Yên lên đi, tôi cởi cho. Đặt không yên lên tôi cởi cho. Đây. Úc. Úc. Chốt hết. Cái gì vậy mèo? Hố nó dành con ngựa với mèo. Hố nó dành con ngựa với mèo. Ok. Trả ngựa đây. Hết. Giờ hố nữa xuống chơi phát bì. Ê con bò, ta cởi mày được không? Ê cởi bò được không? Cửa, ai biết. Mèo à, hỏi cởi con. Cho ai say như thế à. Thử cởi con bò xem sao. Không cho cởi. Mèo đang nảy đó, cái nó cho mèo cởi á. Ok, đó, các bạn thấy làm như thế này nè. Rồi nãy giờ hay, mình dẫn con lừa nó xuống đây được không, đi. Để sao, để dẫn thằng nói lên đây. Làm cộng chuyện quá trời. Cái này gì Phát Bi đập nha, Phát Bi ơi. Nào. Cái cục dưới đây nè, cục dưới chân nè, nè. Cái chân đập bậy đập bạ hư á. Không sao, nó không hư. Ờ, không thử. Rồi, nhấc mèo dưới đây rồi. Ờ, lên. Sao không lên được? Ủa, sao không lên được? Rồi, tiêu rồi. Gì vậy? Không lên được. Xuống được, không lên được. Chỉnh cái mua ba, bay lên đi. Có cách rồi. Đó, đặt như vậy. À. Các bạn lấy lấy ba cái này, lấy ba cái cỏ đắp đắp cho à. Phát bi. À. Phát bi ơi. Hả? Cái gì? Lại kêu mèo với Phát Bi lại đây. À, giờ mình chỉnh rồi. Vậy đang hướng dẫn mà, đang hướng Phát dẫn. Phát Bi đang say mà. Mèo vậy mèo đứng đây đi. À. Cứ xây cái đường đi xuống nhiều và xây cái tầng hầm của các bạn ha. Đó, rồi cứ xây cái tầng hầm như thế này. Ờ, à, mình để mình dùng quá để mình làm cái căn phòng cho các bạn xem ha. Ôi, mèo ơi, thả. Nó nhốt hai anh em mình dưới đây rồi, Phát Bi ơi. Mèo chơi ác quá. Để nó hút sập đèn rồi, cho nó đi, Phát Bi. Ok, à, ê. Ê, mưa. Mưa rồi. Thấy chưa, biết ngay là Phát có ý đồ sao. Mở ra không? Mở ra đi. Trời ơi. Đó, các bạn thấy cái cầu thang hay không? Ôi. Ê, sao chưa? Bay dính mèo chỗ luôn rồi, chỉnh cái mô ba bay lên đi.
Y chang như là một cái đường hầm bí mật à. Các bạn thấy video này hay thì nhấn like, subscribe cho kênh của mình ha. Ok. Và chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu như em này được 10.000 làm cái máy bật đồ ha. Ok, nếu mà clip này các bạn hãy share và like với lại subscribe cho clip này thì tiếp sau mình sẽ làm clip hướng dẫn máy mặc đồ bên phía Ton ha. Ok. Hello. Mở cửa. Red Hood chờ bơm.